xin chào tất cả mọi người, mình là Di đến từ S Live Gym. Ok, hôm nay Di sẽ hướng dẫn cho mọi người về bộ môn Badminton. Badminton là bộ môn tập luyện được thiết kế với âm nhạc và tập luyện cho phần thân dưới của mọi người, với phần đùi, mông và cơ bụng. Trong vòng từ 50 tới 60 phút đồng hồ sẽ giúp cho mọi người đẩy cao nhịp tim, săn chắc phần cơ thể và cảm thấy giảm stress nữa. Ok, let's go. Rồi, set up nè mọi người, khởi động cơ thể ha. Hai gót chân mình đặt dưới hông, nhấn cái gót chân xuống và khuỵu đầu gối, dậm chân phải trái, thở đều, kéo cái đầu gối. Yes. 1, 2. Good. Kéo đầu gối lên ngang hông, mũi chân hướng xuống. Good team. Tiếp tục. Again. 8, 7, 4, 1. 3 lần gối phải. 3, 2, đổi. 3. 2, good team. Hey, hey. 7 lần gối. 7, 6, 5, 4, 3, 2, đổi lên. Ai có thể nhấc gối cao lên nào? 7, 6, 5. Chance. Lựa chọn dễ đây ha. Trở về dậm chân trái phải. Thở. Good.
À, bây giờ phải kết hợp lại hormone. Nhìn ha. Four, three, basic chân phải, chạy gót cả mông. Basic phải trái, V step. Ok, lặp lại nào. Gót, basic, V step. Khó hơn, basic, V. Gót cả mông, jump squat. Again. Gót chạm mông, chân, two more. Last one. Trở về, dậm chân, thở. Rồi mình dậm chân phải trái nào. Hạ nhịp tim xuống với 30 giây. Rồi nhớ ha, bụng luôn siết. Bắt đầu cảm nhận được nhịp tim giảm dần. Rồi dừng chân lại nè mọi người. Ok, đây là hết phần khởi động của mình rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tập trung cho phần mông đùi nhiều hơn. Chuẩn bị cho em một cái thảm. Và hẹn lại mọi người vào clip tiếp theo nào. Ok, let's go, bye.